Chào các bạn đã đến với bài 29 trong khóa học Anh L2. Bài 29 này thì chúng ta sẽ học về cách tạo một cái list function bằng sử dụng tree view ở trong Anh L2. Thì bài này của chúng ta cũng không có lý thuyết gì cả, mà mình sẽ đi vào nội dung. Thì mục đích của bài này thì chúng ta dùng nó để dựng nên danh sách của function, chính là cái danh sách của module mà chúng ta cần hiển thị ở trên menu bên trái. Để mình sẽ chạy cho các bạn xem. Thì cái menu bên trái của chúng ta sẽ chúng ta bài này chúng ta sẽ thiết kế danh sách quyền để sau này chúng ta bài tiếp theo bài 30 thì chúng ta sẽ bài 30 chúng ta sẽ phân quyền động ở trên cái danh sách chức năng đấy, và dựa vào phân phiên quyền động thì nó sẽ được phép dùng để hiển thị cái. Ở đây chúng ta chạy nhưng mà nó đang có một cái đang chạy cùng cổng, nên tắt cái này đi, nó sẽ chạy được. Và cái list bên trái là list menu sẽ được đọc ra theo database và theo cái quyền của thằng user đấy, chứ không hiển thị theo kiểu tịnh nữa. Như vậy thì bài này bài sau sẽ phân quyền, bài này sẽ list ra function và quản lý nó với kiểu tree. Với function của chúng ta có cha con, cha con bởi vì là nó có chức năng cha liên quan đến phân function lớn đây, nó có. Các bạn nhìn thấy là đăng nhập. Trước khi vào thì mình có thể giải thích qua về cái ở trong này chúng ta có mình vừa mới public một phần cái API, thì mình vừa mới tedu shop API ở địa chỉ tedu shop api.tedu.com.vn. Thì cái này mình có code thêm một cái tập function để làm việc với function. Em là đầu tiên nó load nó sẽ chậm một chút. Các bạn nhìn thấy mình sẽ code thêm cái tính năng get list function hierarchy. Hierarchy tức là cái list ra theo danh sách có cha con, tức là list function trả ở đây sẽ ra là một cái trả về một cái function content, nó sẽ bao gồm list function cha sau đến con, thì cái có add vừa ra có add update delete và một cái list all để lấy ra để filter để quản trị. Cái này thì để load ra menu, thì đó chính là cái phần function. Thì chúng ta có mình có migrate lên cái database ở trên host để cho các bạn thực hành ở trên địa chỉ này rồi, thì tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ làm việc với cái git get all sử dụng filter để lọc. Thì chúng ta có cái địa chỉ ở đây, chúng ta có tên số API, thì chúng ta có một cái function. Mình sẽ làm một cái diagram để cho các bạn nhìn thấy. Thì thằng function ở đây chúng ta có function có cha là parent ID, sau đó chúng ta có permission, ở đây có role. Một role thì một user thì bao gồm ở thuộc thuộc nhiều role, thì chúng ta có cách để kiểm tra xem cái thằng role này có những permission gì thuộc function gì. Tức là bảng permission này là bảng liên kết một nhiều 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 giữa hai bảng role và function. Thì trong phần permission thì chúng ta có các thuộc tính như là role ID, function ID, và đối với thằng role nào và với function nào thì nó với function này với function A thì thằng role này được làm những cái gì. Thì chúng ta quy về bốn cái quyền cơ bản là CRUD, read, update, delete, delete, update, read và create. Thì bốn cái quyền này bất cứ một cái function nào ở trên và trên màn hình của chúng ta đều quy vào bốn một trong bốn quyền này thôi. Ví dụ như add hay import thì đều là insert, create. Xem dữ liệu list ra thì nó là create, update hay delete. Thì bốn cái quyền này thì chúng ta có bốn quyền cơ bản. Tất nhiên là sau này các bạn ở trên dự án thực tế thì các bạn có thể chia nhiều hơn quyền này tùy theo yêu cầu khách hàng.
nhưng mà nó vẫn chỉ quy vào bốn cái quyền này thôi, và tùy theo mức độ. Có thể có hai quyền, ví dụ như import và create thì có thể là hai quyền khác nhau, thì các bạn có thể là tách cái bốn cái quyền này ra, nếu nhiều hơn bốn quyền, tức là tách ra thành cái bảng gọi là bảng action. Thì đối với permission này thì làm những action nào thì lại một nhiều với lại cái permission này. Tuy nhiên là trong bài này thì giới hạn bài toán mình chỉ nói đến cái bốn quyền cơ bản. Thì đây chúng ta sẽ phân quyền đọc. Đối với quyền can read tức là có thể đọc, thì nếu function này mà có quyền can read thì nó cái menu nó mới hiển thị lên, còn nếu không thì menu nó sẽ ẩn đi đó. Thì các bạn sẽ phải 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 aware được cái vấn đề này. Và trong cái function thì chúng ta có name url, display order là thứ tự. Đây mình cái cha của nó gì, thì trong cái bảng này dữ liệu của nó mình đã list, mình đã add sẵn dữ liệu, migrate sẵn dữ liệu của cái menu rồi. Và các bạn chỉ việc cái nào null là nó là menu cha. Thì ở trong cái code của chúng ta, trong cái business function service này, mình có viết sẵn các cái hàm để xử lý nó, get all này, get permission, thì cái này trong bài sau mình sẽ sử dụng đến. Rồi ở trong controller, phần web API chúng ta cũng có function, chúng ta có lấy ra để xử lý, chúng ta có xử lý phần client ở đây create và update đó. Thì ở đây chúng ta code như là bình thường thôi, quan hệ, và chúng ta có làm việc với permission, app role và function. Nhưng đầu tiên bảng này thì nó chỉ quản lý function thôi, thì mình sẽ đi vào phần list function. Đầu tiên đấy là phần backend. Phần backend thì các bạn có thể get code từ cái địa chỉ, bây giờ mình đang đặt ở trên git traditional tedu tedu shop API. Các bạn có thể vào cái repository này, các bạn vào Tidal Shop Web API để get cái code mới nhất từ nhánh master về, mình cập nhật cái code mới nhất. Và ở trong cái đần data migration này mình đã thêm mới cái phương thức để migration thằng function list function đây, để cho các bạn có thể có dữ liệu mẫu để sử dụng ngay. Thì đó chính là cái các bạn có thể migration là tự nó sẽ tạo ra DB cho các bạn, chứ mình không có bản backup DB đây đó. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi vào cái danh sách quyền. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một nhánh số 29 để chúng ta làm việc với nó. Git checkout chữ B lesson 29. Bài 29 là chúng ta, thực ra thì cái phần list ra thì nó như nhau tất cả, nhưng mà mình cái này nó khác một chút là nó sẽ quản lý dạng chi view, cho nên là nó khác bình thường một chút. Thì trong cái module này chúng ta cũng phải định nghĩa một cái giống như là phần user. Phần user thì chúng ta có định nghĩa cái root ở đây, thì chúng ta cũng phải định nghĩa ở trong phần module. Cái root này chúng ta sẽ import nó từ cái root của thằng Angular module, Angular root router đó. Và user component này thì không phải dùng là user component mà nó sẽ là trò đến function component. Và cái này nó sẽ nằm ở trong chúng ta phải import thêm router module chấm for try cái thằng chỗ này sẽ là function root truyền vào đó. Thì trước tiên thì chúng ta muốn lên tree thì mình đã chuẩn bị cho các bạn một cái Angular, một cái chuẩn bị cho các bạn một cái plugin, nó có tên là Angular tree 2. Thì đây mình sẽ cài đặt nó bằng cách là chúng ta chọn npm install. Cái này thì các bạn có thể tra cứu nó ở trên tên của nó là Angular tree component. Các bạn vào trong npm
Mạng hơi chậm một chút. Chúng ta tìm cái backkit này. Backkit này tên là Angular gạch ngang tree gạch ngang component. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cách sử dụng của nó. Thực ra thì trong một cái dự án thì các bạn có thể dùng những cái này free, hoặc các bạn dùng nguyên một cái thằng gọi là Kendo UI. Cái này thì nó mất phí nhưng mà nó sẽ dùng, nó có rất nhiều các control. Hiện tại thì cho for Angular 2 thì nó vẫn chưa hoàn thành. Thì ở đây tree component này của chúng ta có của bạn này nó sẽ cài như thế này. Install. Angular tree component to save. Nó sẽ cài vào cho các bạn. Chúng ta cài cũng khá là nhiều các cái package ở đây. Sau khi cài xong thì các bạn sẽ vào cái phần, các bạn có một cái trang chủ của nó đây. Các bạn vào GitHub của nó, các bạn xem cái cách nó làm. Đầu tiên nó sẽ cài đặt cái phiên bản. Sau đó thì nó sẽ, ở đây nó có một cái doc readme.io. Doc ở đây để chúng biết, hướng dẫn cho các bạn cách dùng. Thì ở đây chúng ta có một cái custom template. Đây, thì chúng ta sẽ lấy cái template này để hiển thị. Thì đầu tiên chúng ta có, sau khi cài xong, cài xong nó sẽ cài ba cái thằng này đi kèm. Thì trong function module thì chúng ta sẽ phải using một số thứ của thằng Angular tree module. Thì chúng ta sẽ phải đầu tiên là chúng ta vào trong cái get started của nó. Chúng ta nhìn thấy là như này, tree của nó sẽ như này đó. Thì chúng ta sẽ install xong, nó sẽ import nó vào phần function module. Sau khi import vào thì các bạn tiếp theo các bạn import cái tree module này vào cái mạng import. Các bạn format code. Sau đó tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái template. Thì ở đây các bạn sẽ dùng cái template mà nó có một cái nút custom này. Đây chính là cái này. Chúng ta sẽ đặt nó ở bên ngoài. Thì function này nó cũng tương tự như là một cái function nào đấy ở trong kia thôi. Thì chúng ta có thể lấy cái user, lấy cái template user. Template user thì chúng ta có thể xóa cái mode pop-up edit đi. Và ở đây thay vì cái hiển thị, ở đây thì thay vì hiển thị ra cái bảng thì chúng ta sẽ xóa đi để chúng ta hiển thị ra cái view, cái tree view. Thì mình sẽ xóa cái table này đi, xóa luôn cả cái paging đi đó. Thì chỉ cần content thôi. Thì content thì chúng ta sẽ lấy nó từ tree node này, chúng ta đặt vào. Và cái node này chính là cái thuộc tính mà nó chứa cái giá trị của danh sách cái query, cái function. Chúng ta sẽ đặt một cái biến của chúng ta tên là hierarchy. Tiếp theo chúng ta chỉnh một chút node data name. Thì đây thì cái list của chúng ta, cái name của chúng ta sẽ là thuộc tính name là viết hoa của thằng function. Custom action, ở đây chúng ta có rất nhiều các cái action khác nhau. Thì chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta sẽ xông thử ra trước đã. Thì trong phần component này chúng ta sẽ viết cái code để đọc dữ liệu ra như là bình thường thôi. Thì ở đây chúng ta có sự khác biệt một chút là chúng ta sẽ using cái thằng
component vào, từ Angular G component. Sau đó chúng ta cũng khai báo một cái view try. Cái view try này chúng ta sẽ import từ Angular Core, và chúng ta khai báo một cái view try là cái tree function, một cái biến. Cái này giống như nó, các cái khác để tương tác model thôi, tạo ra một cái biến trỏ đến cái tree, cái là kiểu con tree component. Thì cái biến này nó là tree component rồi thì nó sẽ trỏ đến cái tree ở trên thằng tên tree function này, chính là cái ID. Chúng ta sẽ đặt tree function bằng, chính là cái ID của cái tree root này. Đó. Cái custom action này thì chúng ta sẽ chỉnh trong khi mà chúng ta đọc ra. Và khi mà gắn được vào một cái biến ở trên cái component này rồi thì lúc đấy chúng ta bắt đầu đọc dữ liệu cho nó. Thì chúng ta sẽ khai báo cái biến mà như chúng ta đã khai báo ở đây, là một list public này, tên của nó này kiểu any, và nó là một cái mảng. Sau đó chúng ta sẽ đi vào bước tạo ra các cái entity, ví dụ các cái biến. Ví dụ như là chúng ta tạo ra một cái public, một cái entity kiểu MD này, một cái function, một cái edit. Vì ở đây cái ID của chúng ta sẽ là kiểu string và nó sẽ phải truyền lên, cho nên là chúng ta không thể nào sử dụng cái ID như kiểu bài trước được, mà chúng ta phải dùng một cái edit flag kiểu boolean để chúng ta check xem trạng thái của nó bốp up bật lên là gì. Thì tiếp theo chúng ta có thể import vài cái tính năng vào, ví dụ như là như các bài trước chúng ta import data service, notification service. Đấy. Thì chúng ta cũng inject nó vào trong cái constructor thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ ghi viết một cái hàm search. Ở đây chúng ta sẽ search nó ra danh sách của function bằng một cái function. Ở đây chúng ta cần một cái biến tên là filter kiểu string, và để biến đấy luôn là để rộng luôn. Ở đây chúng ta có danh sách các function. Function của chúng ta sẽ là function có hai loại. Một loại chúng ta lấy ra cái parent bằng null, thì đây chúng ta sẽ là public function kiểu any. Đó, và một cái function here try để chúng ta dùng cái utility service để chúng ta chuyển cái list on này sang cái list mà có dạng cha con. List pattern là phẳng, unpattern là làm cho nó không phẳng nữa, tức là có dạng cây đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái method này mình sẽ cung cấp cho các bạn sẵn rồi. Nó chỉ là tạo một duyệt qua danh sách đấy, và những cái nào mà có parent ID và khác null thì nó sẽ add vào cái thuộc tính children của thằng nó. Để sử dụng cái list là map. Tiếp theo chúng ta sẽ gọi cái load này ở trong DB short ở trong ng init. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Thì lần đầu tiên đăng nhập nó sẽ bị chậm một chút. Đây không có kết nối máy chủ 400. Nó đang bị lỗi admin root 123654 đô la. Ok.
chúng ta lại xem cái Postman này nó post nó nói gì. Đây cái send của mình đây, invalid grant, chứng tỏ là nó không login được với cái tài khoản này. Cái API này mình đã migration lên rồi với cái password là 123654 đô la. Admin này, password này. Ok, chắc là mình nghĩ là do nó bị lỗi collision. Chúng ta sẽ thử cái list get all này. Tên số API này. Get này. Không tìm thấy. Không đăng nhập được. Bây giờ mình sẽ thử cái user ở trên máy mình. Đây mình chạy thử đây. Và cái đường dẫn ở trong thằng system này nó sẽ phải là localhost 5000. Ok, vẫn đăng nhập được. Bởi vì chắc là cái API ở trên mạng nó có vấn đề. Ok, mình sẽ chỉnh lại. Ok, mình đã chỉnh lại, đã login được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại cái này để cho nó ăn vào cái API ở trên mạng. Các bạn học frontend thì các bạn đỡ phải làm lại. Mình sẽ log out ra, rồi log in lại. Thì các bạn nhìn thấy là trong cái phần chức năng này nó chưa hiển thị lên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có cái router này tương ứng với cái chức năng đó, không thể match được vào cái này. Thì chúng ta sẽ cần phải xem lại cái chỗ function module. Chỗ này nó sẽ là match đến cái user function. Thì chúng ta chỉ cần xem nó ở trong cái main routing này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái load nữa cho function. Path sẽ là function này. Chỗ này sẽ là function.module. Và chỗ này là function.module. Đây là format nó. Nó sẽ save một cái thì nó sẽ chạy lại. Chức năng. Ở đây chúng ta có một lỗi nữa là không thể tìm thấy module function.module. Thì có nghĩa là cái function này nó chưa được tìm thấy ở đây. Chúng ta sẽ sai cái phần thư mục function.module. Đó, hệ thống này, chức năng bị lỗi gì? Lỗi này thì không nhìn tìm thấy engine model. Thì ở đây chúng ta sẽ biết là bị thiếu cái form module. Chúng ta sẽ import cái form module from Angular form. Hệ thống này, chức năng này. Đó, hiển thị ra được rồi. Các bạn debug
xem tại sao cái thằng này nó vẫn chưa ra được dữ liệu. Thì ở đây cái component này chúng ta nó chưa hề có. Và vì sao? Bởi vì trong cái function component này chúng ta chưa được build lại. Mình save xong rồi thì tự nó sẽ build lại. Có lỗi gì? Ở đây có lỗi là children không tồn tại. Tức là có một cái utility service này nó không lấy được ra. Chúng ta đặt bug vào đây. Cái response của chúng ta có 23 thằng, bao gồm có children function, parent id. Để chúng ta phải chỉnh một chút ở trong cái method của thằng utility. Cái này id của nó thì đúng rồi, id của nó sẽ là id chữ hoa. Parent id thì đúng rồi, chỗ này là id chữ hoa. Đó, ra rồi. Tiếp theo chúng ta chỉ lỗi 4x4 thôi thì không vấn đề gì của avatar thôi. Đấy, chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã hiển thị ra dạng list rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh một chút cái phần template. Thì chỗ này nó sẽ phải cần có ba hai cái nút. Một cái nút sẽ là show, là chỗ này sẽ là một cái nút edit và một cái nút update. Chúng ta sẽ có hai cái button ở đây, một cái show edit và một cái delete. Thì chúng ta truyền vào, khi mà đã load vào đây rồi thì cái load data của nó chuyển vào sẽ là name và cái id của nó sẽ là id. Bởi vì thằng hierarchy này nó sẽ tạo ra một đối tượng, nó bao gồm có id và name. Nó sẽ map ra cái đối tượng có ID và name giữ nguyên. Và chúng ta truyền vào hai cái thuộc tính của thằng của chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ ra như này. Bây giờ chúng ta sẽ viết giữ hai cái sự kiện đấy để cho nó hiển thị lên cái pop-up model. Thì trong bài trước thì chúng ta làm việc với pop-up model rồi, mình cũng giải thích lại nữa. Thì mình sẽ có một cái model directive truyền sự import vào, và một cái nó gọi là sau khi mà truyền vào cái biến này rồi chúng ta sẽ viết ra các cái phương thức để show add form. Show add form thì chúng ta sẽ khởi tạo entity này, show lên này. Cái edit flag này nếu mà show add thì giá trị full thì là không phải add và edit, thì chúng ta sẽ đặt cái click vào đây để show lên cái form. Cái form của chúng ta nó có những cái gì? Thì form của chúng ta function thì nó sẽ có những cái như là ID phải tự gõ này, name URL thứ tự. Parent ID thì chúng ta có một cái list parent list, và một cái chính là cái mà chúng ta lấy ra cái parent bằng null. Đây, lấy ra tất cả những thằng parent. Chúng ta dùng cái thuộc tính filter của array để list ra những thẻ giống linked queue rất tiện, giống thẻ script này không giống như là jQuery chúng ta phải grep, nhưng thằng này đang có filter và lấy ra những cái function cha để list vào cái select. Cái này chúng ta học luôn cái cách sử dụng cái drop down list. Thì mình sẽ có một cái pop up để show lên cái edit của thằng function ở đây. Ở đây mình có các trường như mã chức năng này, thêm tên chức năng, đường dẫn, number thứ tự, rồi chức năng tra. Ở đây mình sẽ nói kỹ hơn cái phần select này. Chúng ta có là lặp qua cái list function chính là cái này, và chúng ta hiển thị ra rồi. Ngoài ra chúng ta có một cái hidden field để nốt ra cái parent ID.
có icon CSS trạng thái, có checkbox này, rồi save. Thì save một cái thì nó sẽ hay lại submit cái form edit này. Và form edit này chúng ta cũng có một cái phương thức bình thường thôi. Cái này thì các bạn làm nhiều mà hai lần rồi thì mình không nói nữa. Thì edit flag nếu mà là false thì mình sẽ là add, còn true thì nó sẽ update. Đó. Thì hàm delete và delete confirm thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta có delete, delete confirm cho function. Đó. Ok, thì đến cái hàm show edit thì chúng ta cũng làm như thế thôi. Chúng ta cũng có một cái hàm show edit và edit flag thì đương nhiên nó sẽ là true và show lên get detail của function. Cái này thì làm mãi rồi. Đó, thì mình đã copy paste cho các bạn mấy thứ mấy mấy cái rồi. Bây giờ mà các bạn chỉ việc cho nó chạy thử. Edit và update thì nó giống hệt như thằng khác thôi. Nó chỉ khác ở cái nút hiển thị cái function. Xem có lỗi gì. Ở đây chúng ta có một số lỗi BS model này chưa có, bởi vì trong cái module của chúng ta chưa import cái thằng model vào model module. Của Bootstrap. Bootstrap. Chức năng. Vẫn một lỗi xảy ra là model directive được import bởi chưa được import bởi thằng ở đây sẽ là model directive được import bởi module mời add ng module vào. Đấy, ng module này directive chưa có cái directive ở trong function, nó chưa có model directive. Thì chúng ta khai báo đây, nhưng mà đây nó đã khai báo đây rồi. Đó, hiển thị rồi. Đó, bây giờ chúng ta chỉ việc click vào đây thì nó sẽ ra cái form. Đây là danh sách cái form tra sửa. Bây giờ mình sẽ thêm mới một thằng. Bấm nút thêm mới, chưa ra cái gì. Nút thêm mới chúng ta bị lỗi gì? Show add model không đúng. Cái phương thức của chúng ta là show add. Chỗ này sẽ là show add model đi. Thì ở dưới sẽ là show edit, hoặc là chúng ta đặt một cái chỗ này là show add model. Cho em là chúng ta add thêm một hàm, ví dụ test test một đường dẫn tương tự bài này khá dài, chọn chức năng tra để chức năng tra là gốc cập nhật xong đấy nó ra đây. Chúng ta có thể sửa nó, chọn nút nó vào cái nội dung thì nó sẽ nằm ở trong nội dung này, hoặc là xóa đi. Đó thì đó chính là cái thêm xóa sửa. Cái phần mà tìm kiếm thì tìm kiếm tương tự như thế thôi, cũng như cái khác, cũng load data khi mà filter thì là filter theo cái quyền, ví dụ nội dung này chúng ta có tìm kiếm. Ở đây là nó bị lỗi tìm kiếm khi mà hàm load data không có, bởi vì nó là chuyển sang hàm search rồi. Đây những cái phần nào mà làm nhiều rồi thì mình sẽ lặp đi nhanh để cho các bạn đỡ mất thời gian, đỡ sốt ruột. Mình sẽ search ở đây nội dung. Thì vẫn lỗi load data. Chỗ này sẽ là search này.
Nút này cũng là nút sớt này. Cái nội là nó không tìm ra vì nó đang sớt theo kiểu kiểu đúng kéo ký tự của nó là N phải chữ hoa, thì các bạn có thể tùy biến cái chỗ này. Thì đó chính là thêm xóa rửa cái danh sách link. Bài sau chúng ta sẽ học cách phân quyền cho từng cái này, là bấm vào cái một cái nút nữa là nút phân quyền thì hiển thị danh sách role và tích xem là mỗi cái role đấy đối với quyền này sẽ được làm những cái gì. Thì đó chính là nội dung bài sau. Nội dung bài này chúng ta chỉ cần hiển thị danh sách quyền. Ở đây chúng ta reload một cái là nó sẽ tự active cái thằng chức năng. Và có một cái nữa mình muốn feedback là trong bài trước mình change cái ngày sinh này, nó không change được. Và ví dụ như là đây, chúng ta update cái ngày của thằng user này đang là rỗng. Bây giờ mình muốn update lên cái ngày hiện tại đây. Thì ngày sinh của nó không được thay đổi, là thế này chưa đúng. Bây giờ chúng ta sẽ phải check cái hàm, check cái đây, chúng ta sẽ cần một cái change date cho sự kiện của cái thằng date đấy. Sự kiện date của nó thì ở trong cái date range picker các bạn, và doc của nó thì các bạn nhìn thấy. Chính là thằng này của Evan. Thì các bạn sẽ có cái sự kiện trên date cho nó, select date đây, sự kiện, bởi vì nó không two way wedding, nó không update được vào thằng này, nó dùng một cái directive. Thì sự kiện của nó sẽ là date, select date chuyển về một cái value ở trong user component. Cái này bây giờ chúng ta lấy được rồi thì chúng ta sẽ console log cái thằng date này ra để xem lấy cái gì. Và khi mà chúng ta change thì nó sẽ như nào. Đó, nó sẽ lấy về một cái object, nó có thuộc tính end và start. Thì start cái này là một trường, chứ này cái này hỗ trợ cho các bạn có thể run là từ ngày này đến ngày này, nhưng mà các bạn chỉ có một thôi, cho nên các bạn sẽ lấy end hoặc date được. Nó sẽ là một cái đối tượng moment end chấm d, thì ở đây sẽ là giờ sẽ zip này chấm entity chấm birthday bằng, sẽ dùng một cái giống như thằng moment, thằng này nó là một đối tượng mà, chúng ta sẽ format nó ra là chỗ này sẽ là value chấm d là chấm n chấm trừ d đó. Thì chúng ta sẽ format nó ra được một cái chuỗi dd măn măn dia dia. Ở 1 tháng 5 này, save này. Lấy sinh không ra ở đây thì mình sẽ vào trong cái phần user component này, mình xem tại sao chỗ này là viết sai tên thuộc tính. Đây, 1 tháng 5, chỗ này filter một chút. Date dd và m i đó, 1 tháng 5.
Tiếp tục mình chuyển sang mùng 18 tháng 5 đi. Save. Đã ra 18 tháng 5. Rồi chính là cách feedback của thằng Dead Train. Thì bài này mình sẽ kép lại tại đây. Cảm ơn các bạn. Mình sẽ put lên bài 29, nhánh 29, các bạn có thể xem code ở đấy nhé.